Hello anh em, XSCB đã quay trở lại rồi đây. Rất nhiều anh em yêu cầu muốn mình làm về một em SCB vừa sexy vừa hoang dại. Để chiều theo yêu cầu của anh em, hôm nay XSCB sẽ kể cho anh em nghe về SCB 096 nhé. Đảm bảo anh em nghe xong là phê luôn. Giới thiệu thế thôi, vào vấn đề nào. Anh em thử tưởng tượng một buổi tối đẹp trời nào đó, Crush gọi điện nói với anh em là Crush đang ở nhà một mình, đang cần người lạ ơi để tâm sự mỏng. Rồi anh em hí hưởng tóc tai vuốt vuốt các thứ và phi sang nhà Crush với tốc độ ánh sáng trên con Dream chiến của mình, thì bỗng dừng thấy ở một đoạn đường vắng có một sinh vật hình dáng giống người nhưng nuôi toàn thân, cánh tay dài 1.5 mét, da thì cứ trắng bợt ra. Nó đang xé toạc một người bên đường, thì anh em sẽ làm gì? Chứ phải tôi đấm cho mình, tôi đấm cho mình nhá. Anh em dân chơi nghe chắc biết luôn rồi chứ. Chính xác như anh em đoán rồi, đó chính là SCB-096. Vừa nuôi vừa hoang dại, đúng như anh em muốn rồi nhé. Chuẩn gu luôn. SCB-096 thuộc phân loại Euclid. SCB-096 là một sinh vật hình người có chiều cao khoảng 2.38 mét, với khối lượng cơ rất ít. Phân tích sơ bộ khối lượng cơ thể cho thấy nó bị suy dinh dưỡng nhẹ, kiểu chỉ toàn da bọc xương ấy anh em ạ. Các cánh tay rất dài và mất cân đối với phần còn lại của cơ thể, với chiều dài xấp xỉ 1.5 mét mỗi cánh tay. Da của nó hầu như không có sắc tố và không có một chút lông nào trên cơ thể, kiểu da mướt mượt mượt như tắm trắng ý anh em. Đéo tin cả cả. Nói thế thôi chứ nhìn ra nó không có sắc tố, nên nó cứ trắng nhờ nhờ bần bật như thịt ngâm nước lâu ngày ý. Sợ vãi. Hàm của SCP-096 có thể mở rộng gấp 4 lần so với một người bình thường. Còn các đặc điểm khác trên khuôn mặt của nó vẫn tương tự như một người bình thường, ngoại trừ đôi mắt là trắng bệch, không có màu sắc, kiểu không có trong mắt và con người ý anh em ạ. Đáng sợ vãi chửa. Hiện tại vẫn chưa biết liệu SCP-096 có bị mù hay không. Não bộ của SCP-096 cũng không được lanh lợi cho lắm anh em ạ. Các thông tin về hình ảnh hay video của SCP-096 không được lưu truyền ra bên ngoài và phải được thu hồi tiêu hủy bằng mọi cách. Theo tài liệu thì SCP-096 sẽ không phản ứng khi người khác xem về các bức vẽ nghệ thuật của nó. Bình thường thì SCP-096 rất ngoan ngoãn, hiền hòa và đáng yêu, nó sẽ không làm tổn hại đến ai. Nhưng mà khi ai đó thấy được khuôn mặt của SCP-096, dù là trực tiếp hay thông qua video, hay thậm chí chỉ là nhìn thoáng qua một bức ảnh chụp mà trong đấy có mặt nó, nó sẽ bước vào giai đoạn cảm xúc cực kỳ đau khổ. Khi đó nó sẽ dùng tay che mặt lại và bắt đầu la hét, khóc lóc và run rẩy. Sau 1 đến 2 phút, nó sẽ ngay lập tức trở nên hung hãn và chạy đến giết nạn nhân theo một cách man dợ nhất. Những nạn nhân đó lúc này sẽ được gọi chung là SCP-0961. Nó sẽ xé toạc nạn nhân, hoặc sẽ cào xé và móc hết mặt của nạn nhân ra. Nó như một tên lửa đã xác định mục tiêu và sẽ không có cách nào cản trở được nó cho đến khi nó giết chết nạn nhân. Cái biểu hiện cảm xúc này của nó, mình nghĩ có thể là nó thấy tự ti xấu hổ với vẻ ngoài của nó, hoặc là nó bị trúng lời nguyền nào đó. Em nói nuôi nhưng không phải ai cũng được nhìn đâu nhé. Tốc độ di chuyển của SCP-096 sẽ thay đổi tùy thuộc vào khoảng cách giữa nó với nạn nhân. Ví dụ như thế này nhé anh em. Khi SCP-096 đang lang thang ở sa mạc Sahara đầy nắng và gió, thương ngoạn toàn bộ một cách nhẹ nhàng đầy dịu dàng, thì bỗng một cách bất ngờ, có một bức ảnh của nó rơi vào tay một người ở tận Việt Nam. Và người đó đã xem bức ảnh đó, thì sao nhở? Toang chứ còn sao nữa. Nó sẽ cảm nhận và định vị được vị trí của người đã thấy được khuôn mặt của nó như một kiểu thần giao cách cảm vậy. Tốc độ di chuyển của nó sẽ dựa vào khoảng cách của nó với nạn nhân. Hiểu nôm na là vị trí càng xa thì tốc độ di chuyển của nó càng nhanh. Tài liệu về sự cố SCP-0961 từng chỉ ra nó còn chạy nhanh hơn cả máy bay trực thăng. Đúng là nhanh như flash anh em ạ. Tới thời điểm này, không có vật liệu hoặc bất cứ phương pháp nào có thể ngăn cản được hành động của SCP-096. 100% các trường hợp đã không hề còn lại bất kỳ dấu vết nào của nạn nhân. Anh đã chọn mục tiêu thì không bao giờ có thất bại nha anh em. Khi SCP-096 triệt hạ nạn nhân xong, nó sẽ ngồi xuống trong vài phút trước khi lấy lại bình tĩnh và trở nên ngoan ngoãn một lần nữa. Sau đó nó sẽ cố gắng quay trở lại môi trường sống tự nhiên của nó. Cha yêu kiểu gì. Hiện tại SCP-096 đã được tổ chức bắt về và đang bị quản thúc ở trong tổ chức. Vì nó nguy hiểm như thế thì không thể để nó tự do đi lang thang bên ngoài được. Khi nó đi bên ngoài thì không thể tránh khỏi việc người dân nhìn thấy nó, và kết quả sẽ rất là bi thảm. SCP-096 phải được quản thúc trong một căn phòng thép kín hình vuông với chiều dài mỗi cạnh là 5 mét. Hàng tuần sẽ được kiểm tra định kỳ xem có bất kỳ vết nứt hoặc lỗ thủng nào không. Trong phòng giam SCP-096 hoàn toàn không được để bất kỳ thiết bị quan sát ghi hình nào. Nhân viên an ninh sẽ sử dụng các thiết bị cảm biến áp suất và máy dò laser được đặt ở xung quanh các bức tường để đảm bảo SCP-096 luôn ở bên trong phòng giam. Với các cảm biến áp suất bên trong phòng của nó, cho thấy nó dành phần lớn thời gian trong ngày để đi đi lại lại quanh bức tường phía đông. Trong một tài liệu có ghi lại về cuộc thí nghiệm ở dưới đáy biển sâu của tổ chức về SCP-096 để kiểm tra khả năng và thu thập về đặc điểm vật lý của nó, Tiến sĩ Dan là người đứng đầu trong thí nghiệm này. Thí nghiệm kiểu này thì không thể thiếu được sự có mặt của nhân viên Class D. Nhân viên Class D
được cho là viết tắt của disposable, có nghĩa là dùng một lần rồi bỏ. Nhưng họ cũng không hề biết được là mình sẽ bị như thế. Đáng thương với trưởng anh em nhỉ. Và nhiệm vụ tổ chức giao cho họ là gì? Nhân viên Clady được chọn là D9031, là một tội phạm 32 tuổi và đồng thời là một cựu nghệ sĩ xăm hình. D9031 được đưa vào bên trong cầu lặn 303A, sau đó được hạ xuống rãnh Tonga ngoài khơi biển New Zealand. Khi cầu lặn đạt đến độ sâu cuối cùng là 10.800 mét, nhân viên Clady dùng bộ đàm để liên hệ với tiến sĩ Dan. Tiến sĩ hỏi anh ta cảm thấy như thế nào. Anh ta trả lời là cảm thấy đau tai. Điều đó cũng bình thường vì anh ta đang chịu ảnh hưởng của áp suất mà. Sau đó tiến sĩ hướng dẫn anh ta mở một chiếc hộp thép bên trái anh ta. Bên trong đó có một bức hình. Camera đã được đặt tại vị trí không thể nhìn thấy bức ảnh đó. Nghe đến đây thì anh em cũng biết trong bức ảnh đó chứa gì rồi đúng không? Vì chưa từng ai nhìn thấy khuôn mặt của SCP-096 nên tổ chức chỉ muốn đưa anh ta làm vật thí nghiệm để anh ta thêm bức hình của SCP-096 và mô tả là hình dáng cùng khuôn mặt của SCP-096 mà thôi. Bức ảnh đầu tiên anh ta mô tả chẳng có gì, chỉ là một nhà giam trống. Bức thứ hai vẫn là nhà giam đó, nhưng có thêm, có vẻ như là một bàn chân. Tiến sĩ yêu cầu anh ta mô tả kỹ hơn. Anh ta mô tả nó trông xanh xao và sưng sẩu, nhìn kinh kinh. Anh ta được yêu cầu xem bức ảnh tiếp theo thì anh ta thốt lên kinh hãi. Là một người nhìn rất kinh khủng, nhìn trông xanh xao, có mắt trắng dã và có thứ gì đó kinh tởm xảy ra với miệng của nó. Thứ này là thứ gì vậy? Anh ta hỏi. Và lúc này là khoảng 13:32. Tiến sĩ Dan và bộ kiểm soát thí nghiệm được thông báo SCP-096 đã thoát khỏi nhà giam. Dân cư xung quanh con đường ngắn nhất để đến chỗ nhân viên Clady đã được ghi tải và tháo gỡ các thiết bị ghi hình. Và SCP-096 hiện giờ đang được cất giấu bằng vệ tinh thông qua một thiết bị gắn trên cổ. Khi này tiến sĩ yêu cầu anh ta tiếp tục mở chiếc hộp thiếc bên phải anh ta ra, trong đó có một tờ giấy và một chiếc bút chì. Anh ta được yêu cầu phác thảo lại bản vẽ này. Anh ta làm bỏ một chút rồi bắt đầu vẽ. Vẽ giống như hai giọt nước anh em ạ. Một lúc sau, theo tín hiệu vệ tinh đã cho thấy SCP-096 đang chạy về phía cầu lặn thả xuống ở bờ biển New Zealand. Khi phác thảo xong, anh ta đã được yêu cầu đặt bản vẽ vào một cái thùng bên trái và đóng cửa lại. Bản vẽ rời cầu lặn thông qua một thùng chống nước. Những bức ảnh còn lại được tiêu hủy bằng một lò đốt trên tàu. Anh ta đã hỏi bây giờ cho anh ta quay trở lại được chưa, nhưng anh ta đã nhận được thông báo xin vui lòng chờ. Một lúc sau, SCP-096 được xác nhận đang ở ngay bên trên vị trí cầu lặn của nhân viên Clady này và nó đang lặn xuống. Tín hiệu máy quay kết thúc ở 9.239 mét khi áp lực nước vượt quá giới hạn hoạt động của thiết bị. Máy quay bên trong cho thấy cầu lặn rung lắc nhẹ. Từ phản ứng của nhân viên Clady có thể cho thấy rằng anh ta đang phải đối mặt với SCP-096. SCP-096 sau đó đã bị bắt lại bởi đội thu hồi vật thể Foxtrot 303A mà không có bất cứ tổn thương nào. Bản phác thảo của SCP-096 đã được thu hồi và gửi đến bộ kiểm soát thử nghiệm ở New Zealand, trong khi SCP-096 được di chuyển đến nơi quản thúc của nó. Tiến sĩ Dan là người trực tiếp nghiên cứu về SCP-096, đã đề nghị tiêu diệt nó thay vì quản thúc vì nó quá nguy hiểm. Ông ta từng có một cuộc phỏng vấn với cựu chỉ huy đội Zulu 9A. Vì cựu chỉ huy có chút bàng hoàng khi kể lại, ông chẳng tưởng tượng nổi nó đã làm những gì với đội của tôi đâu. Chúng tôi còn chẳng được biết chút thông tin gì về SCP-096. Tổ chức cũng chẳng nói gì về việc không được nhìn thẳng vào khuôn mặt của nó khi chạm trán. Họ được chia làm hai đội, đội của cựu đội trưởng là Zulu 9A và một đội nữa là Zulu 9B. Mình tạm gọi là đội A và đội B nha. Họ có hai khoang vận chuyển, một cái ở đội A và một cái dự phòng cho đội B. Đội A đã phát hiện mục tiêu khoảng 2 cây số về phía bắc trên con đường tuần tra của họ. Nhiệt độ thời tiết tại đó đang âm, cực kỳ lạnh. SCP-096 dường như không có chút phản ứng nào với nhiệt độ đó. Nó cứ đứng đó và khoe cái mông trần của nó ra ngoài mà còn chẳng rút giải chút nào. Nó quay lưng lại về phía đội của ông. Lúc đó khi đội ông tiếp cận mục tiêu thì ông có một cuộc điện thoại và ông đã quay đi để trả lời, và việc đó đã cứu sống ông ấy. Vì sau đó SCP-096 đã quay lại và cả đội của ông đã nhìn thấy khuôn mặt của nó ngoại trừ ông, và họ đã phải trả một cái giá rất đắt. Ông nói ông chưa từng thấy mặt của nó, nhưng khi đó ông nghe thấy nó bắt đầu la hét và gào khóc. Đó không phải là tiếng gầm như của động vật, nghe giống hệt như tiếng của một con người, thực sự rất kinh dị. Họ bắt đầu nổ súng và một người lính đã bị xé toạc chân ra. Anh ta gào thét trong đau đớn. Cả đội đã nỗ lực thổi bay mục tiêu để giúp anh lính đó, nhưng thực sự không xi nhê gì vì SCP-096 cả. Và sau đó nó đã móc hết mặt của anh ta ra. Kinh dị vãi chưởng anh em ơi. Họ đã phải dùng đến một khẩu súng chống tăng. Súng này có thể xuyên thủng cả xe thiết giáp như xuyên qua khăn giấy. Nó cũng đã xuyên thủng một đường tròn lớn giữa thân của SCP-096, nhưng nó có vẻ chẳng xi nhê gì với nó cả. Nó thậm chí chẳng mang tới những vết thương đó. Nó chắc chắn là đã mất hết tất cả các cơ quan nội tạng, mất cả máu, nhưng nó không hề bận tâm một chút nào, cũng không hề cản trở việc nó tiếp tục tiêu diệt hết đội hình của đội A. Có cả 1000 viên đạn đã được xạ thủ xả vào SCP-096. Cựu chỉ huy có kể lại là xạ thủ đã giữ khẩu K-9 của anh ta trên đó trong ít nhất 20 giây. Ít nhất 600 viên đạn loại 50 cỡ nòng đã được xả vào SCP-096 và có vẻ cũng chẳng ảnh hưởng gì tới SCP-096 luôn. Ôi thanh niên này bất con mẹ nó tử rồi anh em ạ. Sau đó toàn bộ đội A đã bị tiêu diệt sạch sẽ ngoại trừ cựu chỉ huy. Có lẽ ông đã được tụt tiến độ nên mới mắc đỏ như thế anh em ạ. Zulu 9B sau đó đã lôi ra được một cái túi và cố tìm cách để trốn lên đầu SCP-096. Sau một hồi họ cũng đã làm được và SCP-096 đã bình tĩnh hơn. Sau đó SCP-096 được di chuyển lên khoang vận chuyển và đưa về nơi quản thúc. Ngoài ra có một sự cố khác đã xảy ra một cách vô cùng hy hữu.
Một thánh nhọ khi đi leo núi trên núi tuyết đã vác máy ảnh ra chụp hình cảnh quan, tình cờ lại chụp phải SCP-096. Tuy nhiên, anh ta không hề biết điều đó vì SCP-096 ở quá xa anh ta. Do đó, trên hình ảnh chỉ hiện một điểm mờ mà thôi. Tài liệu cho biết hình ảnh của SCP-096 trong bức ảnh chỉ chiếm 4 pixel. Tuy nhiên, chính 4 pixel chết tiệt đó vào một ngày đẹp trời lại làm anh ta toi đời. Sau khi SCP-096 phát hiện và phá khu vực lúc chạy đi, tổ chức đã hạ lệnh cho lực lượng biệt động Town One và Easy Bar Sentry AWACS, bí danh Big Brother, đi giải tán di tản dân cư trên đường di chuyển của SCP-096 và chờ nó làm xong việc thì thu hồi nó về để quản thúc. Tổ chức đã phát triển dự án Project Scramble. Nó là một loại kính đeo được tiến sĩ Dan và tiến sĩ Alexei thiết kế nhằm chống lại SCP-096. Nó mang theo một bộ vi xử lý nhỏ và liên tục phân tích tầm nhìn về khuôn mặt của SCP-096. Phần mềm nhận diện ra SCP-096 và xáo trộn thành một mớ hỗn độn trước khi ánh sáng đến được mắt. Như vậy thì sẽ không kích hoạt phản ứng của SCP-096. Dự án làm tốn rất nhiều chi phí và tài nguyên của tổ chức. Đội đặc nhiệm đã được trang bị Scramble để có thể dễ dàng thu hồi SCP-096. Tuy nhiên, nó đã không hoạt động như mong muốn. Vì vậy, gần như cả hai đội lực lượng đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại 3 người may mắn sống sót. Sau sự kiện này, tổ chức đã phát hiện ra tiến sĩ Dan và tiến sĩ Alexei đã tham gia vào quá trình đào tẩu diện rộng của SCP-096. Sự kiện này suýt chút nữa đã bị phóng viên CNN ghi hình lại được. Nếu SCP-096 bị ghi hình và phát sóng trên truyền hình, rất có thể sẽ gây nên sự kiện tận thế cấp XK. Do mức độ nguy hiểm và hậu quả thiệt hại của sự việc, hội đồng O5 đã quyết định thủ tiêu hai người bọn họ, đồng thời đồng ý đề nghị tiêu diệt SCP-096 của tiến sĩ Dan trước đó. Tuy nhiên, do không có nhân viên nào đủ hiểu biết về SCP-096, tổ chức quyết định giao cho tiến sĩ Dan tiến hành thủ tiêu SCP-096 dưới sự giám sát của lính gác. Án tử của ông ta sẽ được sắp xếp vào một ngày sau đó. Đến đây thì tài liệu về SCP-096 đã hết, không có ghi chép nào về sự kiện sau đó. Trước đó thì tổ chức đã thử được vũ khí và các loại thuốc để tiêu diệt SCP-096, tuy nhiên đều không thành công. Muốn giết SCP-096 đâu có dễ như thế phải không anh em? Theo anh em thì SCP-096 nên bị tiêu diệt hay nó chỉ cần quản thúc thôi? Vì bình thường thì nó cũng không làm hại ai cả. Đây là toàn bộ những thông tin về SCP-096 mà XSCP tìm hiểu được. Nếu có điều gì thắc mắc hay có ý kiến gì hay, anh em vui lòng comment phía bên dưới video để XSCP biết nha. Lại một câu nói quen thuộc mà vẫn muốn nói với anh em. Nếu yêu quý thì hãy cho XSCP một like và đừng quên subscribe để XSCP đạt được nút kim cương nha. Kaka. Bye bye anh em và hẹn gặp lại.